Sự việc cháu bé 6 tuổi vừa bị tử vong trên xe buýt của trường tiểu học Gateway trong thời gian vừa qua đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Bên cạnh sự tách trách của nhà trường thì nhiều chuyên gia về trẻ em cũng cho rằng nhiều gia đình có xe ô tô nhưng lại quên mất cách dạy con cách thoát hiểm trong xe ô tô như thế nào. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cách thoát hiểm trong xe ô tô. Có rất nhiều cách để tự giải cứu mình khi chúng ta ngồi trong một chiếc xe ô tô đã bị khóa cửa từ bên ngoài. Trong trường hợp đó, hãy dạy cho con cách bấm còi và vị trí của chiếc còi một chiếc ô tô luôn nằm ở vị trí trung tâm của vô lăng. Bất cứ chiếc xe nào cũng được thiết kế một nguồn điện riêng để vận hành còi, và ngay cả khi chúng ta tắt nguồn điện của ô tô đi thì khi bấm vào còi, những tiếng kêu vẫn vang lên để cảnh báo mọi người và thu hút sự chú ý của mọi người. Tương tự như còi thì các bậc phụ huynh hãy dạy cho con mình biết vị trí của cảnh báo đèn nguy hiểm. Chiếc đèn cảnh báo nguy hiểm này được thiết kế nguồn điện riêng để luôn bảo đảm chúng có thể vận hành ngay cả khi ô tô tắt máy. Chúng ta hãy thử vận hành công năng của chiếc đèn cảnh báo nguy hiểm này. Nếu lẫy mở khóa ở trạng thái như thế này thì chiếc xe đang bị khóa hoàn toàn. Và chúng ta hãy dạy cho con cách gạt chiếc lẫy này ra, và khi nhìn thấy màu đỏ, nghĩa là chúng ta có thể dùng tay để mở khóa và thoát ra bên ngoài. Hy vọng qua video chia sẻ này, các vị phụ huynh sẽ hướng dẫn con em mình cách thoát hiểm nhanh nhất trong một chiếc xe khi đang ở trạng thái khóa cửa hoàn toàn, và qua đó tránh được những sự việc đau lòng